xin chào cả nhà nhé. Thì mọi người nhìn này, quên cạo râu luôn. Bây giờ thì bây giờ là chủ nhật rồi, chiều rồi đấy, lấy làm trời buổi sáng, nhưng mà mình có công việc buổi sáng đi lọc vòng nên mất thời gian, để chiều mình mới bắt đầu về. Thì chắc Huy sẽ chào tạm biệt gia đình ở đây và chuẩn bị chia sẻ tiếp những cái chặng đường ở phía trước để cho tất cả mọi người xem. Thì không biết thì sao, chắc là lâu vô thì lúc nào gì vui nào cũng phải đến lúc chia tay chứ. Rồi mình xúc động không, có kiểu là không về nha. Xin chào cả nhà nha. Thì Huy với Vy đang trở về nhà, thì sau khi mà chia tay mẹ xong thì đi qua cái đoạn Long Khánh á, mưa quá là to luôn, rất là to, cho nên là mình không thể nào mà có thể là ngán lại để review chia sẻ cho cả nhà xem được. Mong tất cả mọi người thông cảm cho Huy nha. Và Huy vô tình ghé đến cái hồ này, và mọi người nhìn thấy nè, ở phía sau lưng Huy một cái hồ rất là đẹp ha, nhìn cái cảnh cũng rất thơ mộng. Thì Huy muốn ngán lại đây chút xíu để tâm sự với cả nhà và nghỉ mệt, tại vì đi từ trong đó ra mưa rất là lạnh luôn cả nhà. Mới nãy là tầm mấy tiếng trước là Huy chia tay mẹ, nhưng mà không có nội dung chi tiết rõ ràng á cả nhà. Thì mọi người biết sao không, khi mà mình mà chỉ cần nán lại chút xíu nữa là mẹ khóc rất là khó nói chuyện, và Huy cũng mất công thì lại khóc theo nữa. Lúc đó thì cái video thì nó cũng khó quay, cũng khó chia sẻ những lời với tất cả mọi người. Thì trước đó thì gia đình cũng đã ăn cơm và cũng đã nói chuyện với nhau rồi, trước khi chia tay rồi. Thì mong rằng thì cả nhà sẽ giữ gìn sức khỏe trong đó. Thì tụi con sẽ tiếp tục lên đường và trở về, gặp cái gì thì con quay, nhưng mà không biết là cái thời gian và lịch trình nó có phù hợp không để mình có thể nán lại, để có thể là chia sẻ đến tất cả mọi người. Sợ là đi xe máy rất là mệt cả nhà, đi mà nó ê cái mông luôn, ê mông thực sự. Với lại vì con gái nữa, đi đường xa thì cũng rất là vất vả, chứ không mệt gì, cũng không có thoải mái gì hết. Nên là Huy đến đây thì nghỉ chút xíu, một lát nữa thì chạy vô trong cái đoạn kia mà có nhiều cái quán mà giỏng á, thì Huy vào đó uống nước và cũng nghỉ chân. Qua Long Khánh khoảng tầm một tiếng á mọi người, qua Long Khánh có một tiếng á, là Huy mắc mưa khoảng một tiếng đồng hồ, có một tiếng đồng hồ luôn mọi người.
Thì đấy, thì mọi người thấy là những cái chuyến đi của mấy anh em mà đi đường xa rất là khó khăn. Và để quay một cái video như thế này thì cũng rất là cực. Như Huy thì mấy hôm giờ Huy quay mấy cái video, cái âm thanh nó rất là dở luôn cả nhà. Huy xem mà Huy còn khó chịu nên mọi người cũng rất là thông cảm cho mình. Khi mà đi về thì Huy cũng có mua thêm một ít rau nhút. Thì mẹ mình kêu là mua về đi để trồng ở dưới ao. Cái rau đó thì ăn rất là ngon. Những cái bữa ăn thật sự là khi mà vào trong nhà, trong chỗ mẹ ở thì mẹ nấu, mẹ làm những cái món ăn thực sự là rất là ngon luôn. Món chay cũng có, món mặn cũng có, những món mà lạ mà món tụi mình cũng rất là thích ăn. Để nói chung là món gì mình ăn cũng được, là món gì mình cũng không có chê, không bài gì hết đó. Wow, trời bắt đầu rền rồi, chắc là tụi mình sẽ phải tranh thủ đi vào trong kia để nghỉ một xíu cả nhà ha. Bây giờ mọi người hãy đồng hành với Huy trong video này nha. Giờ đang mưa rất to, tầm khoảng 6 giờ tối rồi cả nhà. Thì bây giờ là Huy sẽ cố gắng chạy đến một đoạn nữa, khoảng tầm 15-20 phút nữa là đến thành phố Phan Thiết. Thì Huy sẽ tìm một cái chỗ để Huy nghỉ chân, rồi sáng Huy sẽ tiếp tục hành trình trở về nhà nha. Hoặc là có thể là sáng mà trời đẹp thì Huy sẽ dành chút ít thời gian ra để ghé vào khu vực chợ Phan Thiết để review những cái món ẩm thực, những món ăn để cho cả nhà cùng xem. Cái tích này mình có tắm gia vị không chị? Để sẵn sẵn cho nó cái cho nó ăn. Giống như kiểu mà mình cuốn cái chả cá cơm á. Dạ, giống ở con cuốn chả cá cơm. Dạ. Cái sợi màu trắng trắng là cái gì á cô? Dạ. Cái này là củ đậu. Củ đậu. Củ sáng. Cho nó ngọt hả? Ở căn mình thì cũng cũng củ sáng nhưng mà ở Bắc miền Trung thì có củ đậu. Dạ. Mà cô bán ở đây rồi. Cái này cũng giống như đặc sản cho Phan Thiết vậy á. Dạ, đặc sản Phan Thiết. Ừ. Đặc sản Phan Thiết. Món ăn này ở khách du lịch được rất là thích. Từ đâu cô nghĩ ra cái món này cô? Cũng không phải từ đâu. Kiểu dạ, ăn hàng ngày nhưng mà sau này lại đưa ra là để mình bán luôn. Chứ mà thì bán ít. Dạ. Mà còn về lâu thì khách người ta ăn thôi. Dạ. Cũng có những khách là bao nhiêu năm lúc mà còn đi học cũng không ở đây, xong rồi bây giờ về lấy chồng với vợ với con rồi cũng dắt cũng kéo nha xuống ăn một lần. Nói chung khách du lịch luôn một lần đã ghé quán rồi là người ta hay quay lại. Dạ. Mình thấy cái là cái món ăn của mình là hợp với là cái khẩu vị của khách hàng. Dạ. Người ta ăn người ta nhớ tới mình, ta quay lại, đó là một điều rất là đáng mừng. Dạ đúng rồi. Ngày hôm qua cũng có một cặp ở đi chiếc xe con ở Đức Linh xuống như vậy, nó cũng nói là ăn có bị lâu lắm rồi, hơn 20 năm rồi. 20 năm rồi. Ờ. Đúng rồi, 20 năm từ lúc đi học, sau này. Rồi có gia đình, bây giờ cũng có hai đứa con. Một lần nào đi xuống là cũng ghé. Mà cũng có khách du lịch, cũng có nhiều người như vậy.
Mình yeah. nghĩ là cái món ăn của mình đó là mình giữ được chân khách như vậy là đó. Mình mừng lắm rồi. Nên là con thấy đây là một cái điều rất là quý. Và con muốn đưa cái những cái món ẩm thực của mình lên để cho bà con người ta biết. Có thể là đến đây đây là cái quầy chiên của chị. Chị hai bánh cuốn. Chị hai bánh cuốn. Những cái cuốn chả được chiên vàng như thế này là phải đảo đều cho nó vàng á. Đây là cái thành phẩm chính rồi nè. Ở đây thì một phần ăn dành cho hai người của tụi mình sẽ bao gồm này, có trứng này, chả cuốn cá trích. Đây, 2, 4, 6, 8, 10, mỗi người 5 cuốn, nem và thịt nướng, có một chấm bún ở chính giữa nữa. Rau đầy đủ. Đây thì rau là giống như rau những cái mà tụi mình ăn bún thịt nướng á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cuốn thử một cuốn coi. Cuốn luôn. Rồi mấy cái kia nữa. Wow. Bể cuốn sao? Bể cuốn luôn á. Cuốn to vậy là bể luôn á. Thôi mình khỏi bún nha. Ừ. Vậy dưa thôi. Trời. Ăn như cái này là nước tương đậu. Tương đậu á, giống như là mình. Thôi mang đi, mang đi. Uống một cái để mình tráng bụng. Chén cái miệng cho nó cảm nhận được cái hương vị của nó đi. Giống như uống rượu. Đây. Xin mời mọi người nha. Wow. Cái miếng nem chua á nó mạnh quá, nó chua nên là nó đánh bật hết mấy cái vị này. Có nem nữa nè, rau sống chua chua của sợi bọc rất là ngon. Và kiểu như nó vừa ăn rất là cái tương đậu nè, cây cây thơm thơm rất là ngon. Cây cây thơm thơm. Anh cuốn cho em một cuốn, cuốn thử bánh này không thôi, để ăn để cảm nhận thử cái mùi vị của. Đây phần rau không? Có chứ. Đây, cuốn này là thì sẽ cuốn cho vị nha. Đẹp không? Giống cái bánh mía. Ở đây thì cái món này hiện tại đang cũng rất là hot tại khu vực Phan Thiết. Nếu mọi người có ăn thì chúng ta hãy ghé qua đây. Đây là cái bảng hiệu của cô ở 122 Tuyên Quang, có số điện thoại này mọi người cũng có thể liên lạc trước. Sao? Căng nó vô miếng cá luôn. Đây nè, có miếng cá ở trong này. Nó thơm thơm, nó hơi béo à. Ừ, chiên mà. Em mùa lại, mà cá nó chích nó thơm. Sắn mà cô bỏ trong cái cuốn á, ăn nó ngọt ngọt.
nó có một cái như là nước ở trong miệng, rồi cắn như là chua, để nó chua chua ăn rất là hợp lý luôn. Rồi cái món này rất là ngon, thì chúng ta để ăn dù như khoảng 2-3 người ăn thì có một dĩa này là ok. Tụi mình chắc đang no, ăn từ sáng giờ quá nhiều nhưng mà thôi, cố gắng quán ăn để lấy sức chạy một hơi về tới nhà ăn. Ok. Đoạn đường đi Bầu Trắng mọi người, đi hướng từ Phan Thiết ra ngoài Bầu Trắng, và cái đoạn đó là có thể là nối đi về tới mình luôn. Thì Huy mới tạm ghé lại đây để chia sẻ một cái số cảnh đẹp ở khu vực này. Ở mới nãy là Huy quay bên trong là khu vực khu nghỉ dưỡng resort, có thể nói là kiểu như là họ làm rất là đều và đẹp, những ngôi nhà nó rất là giống nhau. Phải, nhưng mà Huy đem Lycam đi là Huy bay là ok rồi. Tại hôm bữa là trước khi đi là Huy có cho Hùng mượn đi đi quay cho mấy anh em làm MV rồi quay cưới đồ cả nhà. Thì đấy, thì nếu như có mấy anh chị nào mà có nhu cầu bay Lycam hoặc cái dịch vụ thì cứ liên hệ Huy nha. Huy cũng có thể là thực hiện được những cái hình thức đó. Và ở phía kia đấy, khúc phía xa bên núi đó là có những cái cánh quạt gió rất là đẹp, nhìn nó rất là ảo luôn. Cho nên Huy mới tới đây, Huy quay lại cái đoạn chỗ này. Thì sau một thời gian mà đi từ Sài Gòn về và ghé Phan Thiết thì Huy cũng đã có chia sẻ cho cả nhà ở trong chợ có những cái món ăn gì, và đặc biệt là gặp những người dân, những bà con ở đó họ rất là vui tính và dễ thương. Và đặc biệt hơn nữa là những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Những hoàn cảnh thực sự là khi mình gặp họ, mình trao đổi, mình nói chuyện và mình biết thêm những cái cuộc sống khó khăn của bà con như thế nào trong những cái lúc mà yếu le nhất. Đấy, thì Huy cũng có những cái phần quà nhỏ nhỏ để tài trợ và giúp đỡ bà con trong lúc đó thôi. Thì hy vọng rằng nếu như mà có dịp cơ hội nha, Huy sẽ ghé lại đó một lần nữa. Và nếu như cô chú anh chị nào mà có thích thì cứ liên hệ với Huy, thì Huy sẽ giúp mọi người làm cầu nối để giúp đỡ bà con cho. Thì bây giờ là Huy sẽ tranh thủ tiếp tục đi. Cả nhà, thì mọi người nhìn thấy là ở đây có rất là nhiều vườn thanh long luôn này. Ở ngoài kia còn có một cái hồ rất là to, nước nhiều lắm, cho nên là rất là thích hợp để cho bà con tưới tiêu. Thanh long thì ở đây họ trồng rất là nhiều này. Hai bên đường đều có thanh long. Ở đây rất là nhiều luôn. Phải chi mà mình có Lycam mình bay thì đẹp rồi. Wow. Và bây giờ là tầm khoảng gần 1 giờ trưa rồi. Bây giờ là tụi mình sẽ cố gắng tiếp tục đi qua cái đoạn này nữa rồi nghỉ chân nha. Xin chào tất cả mọi người, cuối cùng thì mình cũng về tới nhà rồi, thật sự là rất thoải mái luôn. Suốt một chặng đường mấy tiếng đồng hồ, mười mấy tiếng đồng hồ luôn á, đi ghé biết bao nhiêu chỗ, cuối cùng thì đem một ít rau về trồng đây. Nhưng mà thôi, thì bây giờ mình tranh thủ mình ra mình lựa một mớ cái rau, tại vì nó bị dập đó cả nhà. Khi mà về lại cái giường của mình cảm thấy thoải mái gì đâu á.
trà sữa nó bổ ốm à. Không phèn luôn rồi. Ở ngoài đây bữa giờ là mình không có dọn dẹp thì nó không được sạch sẽ lắm. Ở nhà thông cảm nha. Để nhà thông cảm tại chưa có dọn dẹp mà trời cũng đang sắp đổ mưa rồi. Để chờ trời không đổ mưa xuống không sạch sẽ luôn. Thì suốt cái quá trình mà Huy quay những cái video đấy thì không biết là mọi người cảm thấy như cái gì, mọi người vừa mới thấy cái gì lướt qua màn hình không? Con đen nó liếm cái camera luôn. Đen bây giờ nó liếm camera. Wow, hên quá mọi người ơi, hên quá. Ôi chà, có mấy cái nó già này. Bó này bị già này. Ừ. Cái này, cái này. Hên quá, mình cứ tưởng là nó bị hư rồi chứ. Rất là may. Rất nha. Là may là nó không có bị sao này. Cái mọi người. Cái rổ lật không anh? Ui da. Ui da. Yeah, mai có gỏi ăn rồi. Rất là nhiều, thế là mình đã có món gỏi ăn. Đây này, cái bó này anh thấy là nó già nè. Không? Cái bó này hình như mình già lắm. Mình tháo phao ra mình mới biết được anh nè. Hình như là bị cắt mấy cái đầu hết rồi này. Đúng không? Đúng rồi. Hình như là bữa hôm đó là mình đã dùng cái bó này rồi. Đây là cái phần, phần gốc này. Để mình trồng này. Rồi mình xả ra thử coi. Ở trên cái gốc nó còn dính mấy cái bèo luôn á này. Đấy. Mình ăn là ăn ở bên trong khi mình làm sạch nó như thế này. Nó có một cái lớp này y như là lớp phao vậy để cho giúp cho nó nổi trên mặt nước á, với lại để nó bảo vệ cái thân ở bên trong khỏi bị con gì ăn. Và mình sẽ tách ra rồi thì sẽ đặt sát vào trong bờ, thì găm vô trong bờ cho nó mọc đi ra. Em nghĩ là giờ anh nên đi vô thay cái quần. Thay quần hả? Ừ, rồi em ngồi em lật mấy cái rổ rồi anh đi ra anh găm xung quanh ao là vừa. Ok luôn. Ủa? Bên xô bên kia kìa. Cá nhà mình thì nó cũng đủ để bán rồi mọi người, nó cũng to rồi này. Wow, cái này là mình kho tiêu. Kho tiêu rồi. Lần lát mình làm một ít rau nhút rồi. Cái rau ở miền Tây á, cái rau đó là một lát mình kho tiêu mình chấm ăn ngon lắm. Kho tiêu sống ngon lắm. Nóng sợi nhúng sợ hả? Vô làm kho tiêu. Huy sẽ làm cho nó đầy đủ ok hết đi. Rồi xong mai mà có thời gian thì Huy sẽ làm cái video ẩm thực liên quan tới cái cây rau nhút này. Thì tối nay thì chắc là Huy sẽ ăn cá trê kho tiêu chấm với lại rau nhút. Sẽ bỏ vào trong cái lồng này để Huy nuôi nó cho nó bắt đầu nó sống lại đã. Rồi sau này mà vô nước lại đầy đủ hết á là mình sẽ dăm qua xung quanh bờ hoặc là chia từng khu ra, chia ra xung quanh cái ao nhà Huy luôn để mai mốt mà nó nứt ra thì chúng ta cũng có cái rau này để mình thưởng thức này. Còn nếu mà nhiều á thì mình đem ra chợ mình bán xem thử có bà con nào mua không. Thì mình bán sao cho hợp lý rồi mọi người cũng có thể là thưởng thức ở đây luôn. Chứ mình thấy cái rau này thường là ở miền Tây là rất là nhiều. Nhưng mà ở miền Trung hoặc là miền Bắc thì Huy không biết như thế nào. Chứ ở chỗ Huy thì Huy thấy không có cái loại rau này luôn á mọi người. Và đây là cái phần rau mà Huy đã lặt ra này. Lặt sạch ra thì nó sẽ như thế này. Khi mình cào cái lớp phao ở bên ngoài thì mình thấy cái cọng nó xanh ươm này nè. Xanh ươm với lại nó mềm lắm, giòn. Và khi mình ăn thì cảm giác nó rất là ngon và thơm nha.
cái lá này nó giống như lá diệp vậy. À, nó sắc lại hả? Chỉ trên lá diệp luôn à. Nó sắc lại kìa. Ở trong miền Tây thì nó ăn cá đồng. Mà cái mùi cũng giống luôn. Mùi cũng y chang à. Ừ. Mà nó giòn ngọt hơn. Mà cái cọng là khác cọng diệp. Mà nó cọng hay như rau muống. Mà cái lá nó là cái lá hay như là rau bắp cửa. Cái cây hoa trinh nữ á, quen á, cái lá nó hãy mình trồng vô nó rất khép lại. Mà ăn vô nó hơi mùi cái rau diệp. Rau diệp lá hẹp. Họ nói vậy mà. Ủa tại cái đó. Vì nó là có gì cô coi gì đó nè, coi rửa nó ướt luôn như mưa luôn.